Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Và sau cũng xin kính chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe. Rồi, thì hôm nay trong clip này các bạn sẽ cùng Son tiếp tục chạy xe X3 điểm kinh nghiệm nha các bạn. Rồi, thì xin mời các bạn cùng Son chạy xe. Thì trước khi chạy xe để Son quay vòng quay may mắn rồi có được gì không các bạn. Rồi, không có gì ngon hết các bạn ơi. Rồi, bây giờ Son được 3 đơn 7.000 mà Son để dành sáng giờ để khoe với các bạn ha. Rất là vui luôn. Sáng giờ Son cũng chạy lay ra cũng được 349.000 rồi. Và bây giờ thử coi ngày hôm nay xem Son chạy được lên 137 không các bạn. Thì bây giờ Son còn bộ tăng cường điểm kinh nghiệm và Son tiếp tục Son kích hoạt để mục tiêu là lên 137 nha các bạn. Có bộ tăng cường nào dễ dở không mình kích hoạt lúc trước đi. Thôi giờ mình lấy bộ đó, bộ full sao nha, 12 tiếng chạy đơn này trước bạn. Thế fan cái gì vậy? Rồi các bạn ơi, bây giờ á thì các bạn sẽ cùng Son đi lấy food ha. Son treo sẵn rồi, bây giờ Son lấy cho các bạn xem ha. Đây là nick phụ của Son các bạn đó. 1 2 3 4 5 6 7 toàn là food hiếm không ha, để Son kiếm cái nến các bạn. Rồi cái này không có rồi, để qua nick kia. Chạy đơn 2.000 này luôn, 5.000 nữa các bạn. 1 2 đây đơn 5.000 nè, rất là nhiều luôn. Rồi vừa chạy vừa có bữa bạn kia bạn bạn đó vừa chạy vừa trồng lúa thì Son cũng làm theo yêu cầu của bạn luôn ha, vừa chạy vừa trồng lúa. Đơn 1.000 1.500 chạy luôn các bạn. Trời ơi, thôi Son xé các bạn ơi, yêu cầu gì mà dưới trời vậy. Vừa chạy vừa trồng lúa bán kiếm tiền thấy các bạn, chứ kiếm đồ nâng cấp mở rộng luôn. Các bạn lên được mấy cấp mà có nhiều bạn nhắn tin comment với Son á, lên 4-5 cấp luôn, mấy bạn nó chạy khiếp thật. Trời ơi, cái bánh này để Son đi kiếm đó các bạn. Bánh đó Son như Son xài hết rồi mà không có sao, không có sản xuất lại. Các bạn ha, hay đây nó cứ nó yêu cầu mình những cái food mà hết trong kho á. Trời ơi, nhân 3 gì mà có tính ra cái đơn này có 300 điểm à. Để Son kiếm cái đây có nè các bạn, 6 lấy về 6. Rồi 55 cái phút đó hình như Son hết rồi, đợt trước Son nhiều lắm mà còn 7 cái đem gì hết luôn các bạn. Thế là thôi đơn 5.000 nữa các bạn, 5.355. rồi đi lấy phút trực tiếp, còn cái này còn 7 cái cuối cùng thôi. Đây còn 7 cái cuối cùng, đợt trước Son tới 3 mấy cái lận mà xài rồi không sản xuất á, biết giờ không còn phút để chạy nữa. Chạy đơn 2.000 này luôn, 3.000. Hy vọng là gán chạy lên 137 cho các bạn xem luôn ha, mà chắc không kịp thời gian đó bạn. Nếu Son chạy lên được thì chắc cả tiếng đồng hồ á. Có đợt trước có một clip thử thách chạy xe lên cấp đó các bạn, hết một tiếng đồng hồ luôn, mấy bạn xem mấy bạn la làng đó. 5.900 nữa nè, bây giờ cái đơn của Son hả, 7.000 7.000 5.000 5.000 7.000 5.000 4.000 5.000. Wow, có bạn kia bạn kêu bạn level 6x mà cái đơn hàng của bạn
còn cao hơn cái đơn hàng của Son nữa. Không biết Son có làm gì không mà anh sale ảnh anh ghim Son hay sao các bạn, mà mấy cái đơn hàng xe của Son nó nhỏ xíu không à, không biết anh sale anh ghim coi Son cái gì á. Trong khi đó thì Son cũng làm video để quảng bá cho anh sale mà ảnh ghim Son cái gì các bạn ơi. Nãy giờ Son thấy Son ra quán đôi rồi Son hơi buồn nữa. Giờ chạy đơn nào thấp nhất ha, 5.300 là thấp nhất, 5.100 thấp nhất, chạy nó. Trời ơi, 6 cái mà nó mua có 1.353. Rồi, mình vừa chạy mình vừa bắn lúa ha. Các bạn nào mà bây giờ đang lên cấp mà không có tiền mua máy sản xuất thì các bạn hãy trồng lúa bán nha. Và các bạn đừng có sợ ế, hãy xem Son bán nè, các bạn không có ế đâu nha. Rồi, chạy mình luôn. Wow, mấy cục này bó tay rồi. Sáng giờ Son không dám chạy nhiều các bạn, chạy nhiều sợ hết food rồi không có làm, không có food để làm clip cho các bạn xem được, nên chạy lắc nhắc. Ủa ai qua mua mình đâu đăng báo đâu. Bây giờ tới cái đơn 5.300 này đi ha. Thôi cho anh của bạn nào mà mình đấu đăng báo đâu, bạn qua cũng mua trời, chưa đăng báo mà. Tới đơn 5.500 ha, còn 3.000. Bây giờ Son sẽ đi kiếm cái cục này, có đường này có không chứ. Rồi xong, sao còn hai cục thôi. Vừa đủ các bạn ơi, vừa đủ. Chạy đơn này đi. Rồi sao sẽ qua bên nè. Rồi ăn cướp rồi, trời ơi, cướp trên tay mình luôn mới ghê chứ. Vừa tính nhận luôn các bạn, mèo hoang cướp trên tay mình luôn. Qua chạy luôn. Mấy bạn nào sao không đăng báo mà mấy bạn qua mua luôn. Các bạn thấy trồng lúa bán có 36 đồng, các bạn thấy nó đơn giản, nhưng thật ra các bạn trồng thử vài tiếng đồng hồ ra thì cái số tiền của bạn lên rất là nhiều. Nếu bạn chịu khó trồng ha, trồng nhiều ngày á thì 1-2 triệu á mình kiếm rất là dễ nha các bạn. 4.000 nè, cái đơn 4.000 các bạn. Mình chạy đơn thấp nhất đi. Rồi 6.000, quá ngon. Hình như đại số á, mình chạy cái đơn thấp cái một hồi nó mới ra cho mình đơn cao các bạn ơi, đúng không? Mình chạy hết đơn thấp á thì nó sẽ mới ra đơn cao cho mình, còn những cái đơn thấp mình xé hết á thì nó cứ ra đơn thấp cho mình hoài á. Bữa giờ Son cũng rút kinh nghiệm á. Thôi được 414.000 rồi các bạn ơi, chạy đã thì chứ, ít ba kinh nghiệm chạy sướng thiệt. Rồi kích hoạt thêm bộ tăng cường nữa, chạy mà hư chiếc xe luôn các bạn. Vậy chạy đơn này thấp nhất ha, đơn nè 3.800, để cho đi săn lùng cái vòng tay đó rồi có. Rồi xong rồi, còn gì nữa ở đâu mà khóc với sầu. Sao để mấy cái đơn
nhiều nhiều cho bạn rơi nước mắt chảy nước mũi. Thấy đơn nào cũng ra 7.000 không chạy đã ha, 10 đơn là 70.000 rồi, 100 đơn là 700.000 ha. Ba ngàn tám, nói chung vậy là cũng sao cũng hài lòng các bạn. Trước giờ sao chạy 500 600 300 500 600, sao cứ chạy vòng 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 các bạn, có bao nhiêu điểm mới chạy hoài vậy. Anh xeo anh ép son quá. Wow, được một quán đơn rồi kìa, vừa chạy xe mà vừa trồng lúa vậy rồi tiền nhiều lắm nha các bạn. Nãy Son chưa đăng báo mà bạn nào mà kết bạn với Son á là mua lúa, qua mua lúa các bạn, chứ Son chưa có đăng báo ha. Rồi các bạn, thời gian này bạn trồng lúa không có ế đâu nha, đừng có sợ ế, chỉ có sợ trồng lúa là sợ mình không còn nghèo nữa thôi. Bốn ngàn tên tên thợ có 2.000, bánh này Son sắp hết luôn nè các bạn nè. Các bạn trồng lúa đi là các bạn sẽ sợ là mình không còn được nghèo nữa, các bạn cứ tin sau đi, cứ trồng lúa đi thì các bạn sẽ sợ là mình sẽ không còn được nghèo nữa nha. Thật, bạn trồng lúa bạn kiếm 1-2 triệu bình thường luôn á. Các bạn nào mà muốn thoát nghèo thì bạn chịu khó trồng lúa bán 36 đồng đó, thấy không các bạn ha. Nhiều khi mình trồng mà mình không kịp bán luôn bạn, ví dụ bạn có 1.000 lúa trong kho đúng không, bạn bán mà bạn không kịp bán luôn á, gọi là bị cháy lúa các bạn. Đó, theo tiếp. Trồng lúa này á, là bạn kiếm nhiều tiền hơn mà mình sản xuất bánh mình bán ha. Nhiều hơn sản xuất bánh bán nữa các bạn. Tại sản xuất bánh bạn mấy ngày mình mới bán một lần, còn trồng lúa đây là bạn bán liên tục 24/24. Hai ngày chạy luôn. Trời. Bạn này không biết bạn mua ủng hộ xong hay sao mà sao bạn mua dữ vậy ta, hay là bạn mua giúp Son các bạn. Rồi tiếp tục 3.700. Chạy chạy rồi hết phút của đơn, mấy đơn cao này á rơi nước mắt chảy nước mũi luôn á. Lo chạy mấy đơn nhỏ, cái hồi mấy đơn cao á cái mình hết phút các bạn là khóc rớt nước mắt luôn. Thôi để sao chạy mấy cái đơn cao nha, để nhiều khi một hồi á mấy cái đơn cao này nè nó hết phút là mình là mình không có hút để chạy xong rồi ngó luôn. Tính để cho các bạn thấy các bạn hèm chơi mình nhiều khi một hồi á chạy mấy cái đơn nhỏ hết hút xong rồi ngồi khóc luôn, bỏ cái tật. Cho chạy hết mấy cái đơn lớn nha các bạn. Cái này thì nhỏ. Đây, còn đơn 7.000 mình chạy luôn ha. Chứ Son sợ để khoe các bạn, hồi Son chạy hết phút là khóc luôn á. Son qua 1.4.9.
xong vừa treo các bạn, tại vì xong chơi hai app lận. Đó, được một quán đơn nữa kìa các bạn. Cái này là son trồng lúa để làm mẫu cho các bạn xem ha, chứ thật ra là son tiền rồi của son quá trời các bạn ơi, nhiều lắm, son nhiều tiền lắm, cho nên đó son trồng lúa này là để làm mẫu cho các bạn xem là trồng lúa không có ế và trồng lúa rất là giàu đó, làm mẫu thôi. Đợt trước son có một clip là ở cuối clip á, son cho các bạn xem số tiền đó. Không biết các bạn có thấy không, chứ cho nên số tiền nhiều quá cho nên son che lại á. Rất là nhiều luôn, nhiều khi bạn chơi 10 năm nữa là số tiền của bạn chưa chắc bằng cái tiền của son ha. Còn các bạn nào mà chưa thấy cái số tiền của son không, để lại comment bên dưới, và không biết muốn biết hiện tại số tiền của son là bao nhiêu thì để lại comment bên dưới, thì ở clip sau thì son sẽ bật mí cho các bạn xem số tiền, và chỉ nhanh thôi bạn, không có để lâu đâu ha, tại vì cái số tiền quá khủng nhiều khi nó cũng có ảnh hưởng tới rồi cái này xem như là xong, là xong các bạn, xóa nha các bạn, nhiều khi ảnh hưởng tới cái kênh cho nên xong che lại các bạn ơi. Đầu gì quá đáng chứ trời. Sao còn có 4 mà nó đòi 4 luôn các bạn. Còn có 4 cái cuối cùng luôn á. Hết rồi, không còn đâu ra nữa. Cái này xé luôn đi. Còn có vài đơn này thôi các bạn. Son được 500 ngàn rồi kìa. Đi được nửa chặng đường rồi ha. Trời ơi, vừa xé xong các bạn. Các bạn thấy nó quá đáng không? Con vừa xé xong. Ủa bạn này bạn mua lúa chị hoài ta, chắc bạn mua ủng hộ sao anh sao á. Bạn này bạn mua bán ủng hộ cho hay sao á các bạn. Son đang làm clip mà. Chứ trước giờ son ít cái trồng lúa lắm. Sẵn đây son bán luôn ha. Các bạn chờ son nha. Đó. Được 503.000 các bạn, chắc mai mốt nữa xong lên được trăm 37 ha. Không có thời gian trở lại, xong không có thời gian để chạy xe các bạn ơi, sáng là vô công ty làm việc, sáng vô công ty làm việc thì thấy 4:30 5 giờ mới về tới nhà, tới nhà cơm nước nữa, xong rồi tới 6 giờ lên làm clip luôn, 5:30 6 giờ lên làm clip luôn, chạy được mấy chuyến xe cái hết giờ tới giờ ngủ cái sáng vậy, không nói chung là không có thời gian để vô game nhiều luôn các bạn. Mà công nhận ít 3 kinh nghiệm chạy đã thì các bạn ơi, nếu mà có push mình chạy liên tục ha, 3 ngày 3 đêm ha, trời ơi lên không biết bao nhiêu cấp mà nói. Hỏi ai đầu tư phước cho mình không? Giờ có ai đầu tư phước cho mình sẽ đã lắm. Nói các bạn ha, các bạn đừng có sợ lúa ế nha, trong đăng báo cái lần ta mua trơn.
vừa chạy xe vừa trồng lúa là thưởng sách nha các bạn. Hôm bữa các bạn kia bắn bắn kêu là vừa chạy xe vừa chạy trồng lúa, thì hôm nay Sơn sẽ làm theo yêu cầu của bạn luôn. Trời ơi, người ta có 18 mà nó đòi trên 12 rồi, rớt nước mắt thật chứ. Ủa bạn này bắn sao bắn mua hết lúa rồi ta, chắc là mua ủng hộ cho người gì á. Rồi hết đợt đơn level cao, bây giờ nó tới đơn level thấp rồi các bạn. Xong nó bán nhiều lúa mà bạn mua hết trơn. Không biết bạn mua về làm gì mà nhiều dữ không biết. Không ế, có người mua vậy là không sợ ế, khỏi cần đăng báo. Rồi bây giờ xuống mấy đơn thấp à, nhưng nó theo tour các bạn ơi. Cao cái mình lấy xong cái nó còn thấp, thấp xong cái nó lên xong nó xuống ha. Hồi xưa Sơn nghe nghe đồn á, có một cái đợt mà cái xe tải này nó bị lỗi nữa bạn. Là có nghĩa là mình dùng một cái nick nào đó, dùng cái đơn thiệt là nhiều, mình cấm, mình cứu, mình lấy cái nick khác qua. Lấy nick khác qua cứu là chỉ có một đơn thôi mà có thể bạn lên được mấy cấp luôn, một cấp, hai cấp luôn, một đơn hàng thôi các bạn. Là cái lỗi đó không biết hồi xưa lúc đó, hồi cái lúc đó là Son nghỉ rồi. Không biết các bạn có nghe cái lỗi đó không? Qua 49 lấy tiếp. Cái anh xe tải này anh bào phút của mình quá. Chạy xong đợt này rồi. Phút. Kho ai cũng nắc bay. Qua cái đợt sự kiện này nè, mà kho ai cũng nắc bay nó, nắc bay nó bét hết trơn các bạn. Chạy chạy hết sạch phút rồi. Ly này một ly đó kiếm đâu ra. Ừ, có luôn, có luôn nha. Trời ơi thật là quá đáng. Lên được 600.000 rồi các bạn ha, nhanh ha, ít ba kinh nghiệm chạy nhanh thế các bạn, rất là nhanh luôn. Mấy cái dòng đó là bó tay rồi, anh xe tải chơi vậy không đẹp chút nào hết trơn. Canh mấy cái mình không có yêu cầu không à, không có phục vụ các bạn. Cái dòng đó nữa em lại thấy anh mình chơi không đẹp chút nào hết trơn, anh yêu cầu mấy cái không có không. Phục
hai cái. Rồi thì giờ chạy tới đâu hay tới đó các bạn, chạy về xong hết phút luôn rồi. Nó yêu cầu mấy cái này là trong bó tay rồi các bạn ơi. Còn đơn cuối cùng còn chúng ta còn được gặp nhau. Chừng nào mà hết đơn là chúng ta hết gặp nhau ha, chừng sẽ hết, sẽ đợt sau để tiếp, để coi kho xong còn được bao nhiêu, còn có 4.700 à. Còn chúng ta còn được gặp đơn, một đơn làm nên sự nghiệp các bạn. Ủa bạn kia bắn mua lúa chi dữ trời, nãy giờ xong bán bắn mua chưa. Đó, phải không? Không có nó yêu cầu, còn đâu nữa mà yêu cầu. Khó nhau không? Sao chưa đăng báo mẹ? Sao không có đăng báo mà mấy bạn này mua dữ rồi. Rồi hiện tại là xong chạy được tới 572.611 điểm kinh nghiệm là xong hết hết đơn chạy các bạn ơi. Thì clip của Son đến đây cũng xin tạm dừng ha. Nếu các bạn thân yêu quý Son thì đừng quên để lại cho Son một like và một comment nha các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Son ha. Nhớ nhấn luôn cái chuông nha các bạn. Rồi clip của Son đến đây cũng xin tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip sau nha. Mãi yêu các bạn.